Sáng ngày 16 tháng 5, Tổ đại biểu số 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Phạm Thị Kim Hường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Lê Đức Khai, Tỉnh ủy viên Chánh văn phòng Tỉnh ủy, ông Lê Kim Hiệp, Phó Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi chất vấn và trả lời chất vấn đối với công tác quản lý nhà nước về nạo vét, quản lý vận hành cảng và vệ sinh môi trường tại cảng cá Đông Hải. Dự buổi làm việc về phía cấp tỉnh có lãnh đạo các sở ngành, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, tài chính, xây dựng, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Về phía thành phố có đồng chí Trần Thanh Minh, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Lê Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đông Hải và bà con cử tri phường Đông Hải. Sau khi nghị quyết số 37 ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh được ban hành để kịp thời tham mưu tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về hạ tầng đất đai môi trường khu vực cảng cá, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung chỉ đạo Ban Quản lý Khai thác Cảng cá khẩn trương khắc phục các tồn tại về cơ sở hạ tầng công trình, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện để khắc phục tạm thời tình trạng môi trường tại cảng cá Đông Hải. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bố trí 1.000 triệu đồng thực hiện sửa chữa đường nội bộ và hệ thống xử lý nước tại cảng cá Đông Hải. Năm 2024, được bố trí 900 triệu đồng, hiện đang trình Sở Xây dựng thẩm định và tham mưu trình Ủy ban Nhân dân phê duyệt thiết kế, đầu tư lắp đặt 5 camera và 10 đèn năng lượng mặt trời để quản lý giám sát ý thức quản lý rác thải của các tổ chức cá nhân hoạt động tại cảng cá. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 37 ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, bà con cử tri phường Đông Hải đã kiến nghị một số vấn đề như cần bố trí kinh phí duy tu nạo vét luồng và vũng đầu tàu của cảng cá Đông Hải, cần quản lý nơi đậu tàu thuyền tại khu vực cảng cá Đông Hải. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến nội quy quy chế, quản lý tàu cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, các quy định của pháp luật có liên quan đến khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự đến các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động trong cảng cá biết và thực hiện theo quy định, phối hợp với cơ quan ban ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ nạo vét luồng và vũng đậu tàu, nhất là cảng cá Đông Hải. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, cảng cá Đông Hải là trung tâm nghề cá của tỉnh Ninh Thuận, nơi giao thương trao đổi mua bán sản phẩm sau khi khai thác, vận chuyển đi các tỉnh, góp phần thúc đẩy nghề cá phát triển, giải quyết việc làm và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân vùng ven biển, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc nạo vét cảng cá cần chi phí cao, quy trình phức tạp kéo dài, do đó các ngành và địa phương cần có giải pháp xây dựng kế hoạch, cân đối ngân sách, khẩn trương tiến hành nạo vét trong tháng 5 năm 2024. Cần phải tập trung công tác kiểm tra giám sát để công tác nạo vét được đảm bảo đúng tiến độ, cần thông tin cho bà con cách thức neo đậu tàu thuyền tránh va chạm.